Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người tạo một con chatbot ở trên cái nền tảng Chatfuel. Thì để tạo chatbot thì chúng ta có rất là nhiều nền tảng, hoặc chúng ta có thể tự code rồi chúng ta tự làm server lấy, nhưng mà chúng ta không tội gì phải làm như vậy. Thì Chatfuel là một cái công cụ hỗ trợ chatbot rất là mạnh, nên là trong chương trình này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người tạo chatbot trên nó. Thì đầu tiên chúng ta cần đó là chúng ta sẽ có đăng nhập Facebook ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ vào cái web đó là chatfuel.com. Thì nó sẽ có giao diện thế này. Thằng này thì nó rất là mạnh, rất là nhiều cái đơn vị dùng cái Chatfuel này. Đấy, Adidas, MTV chẳng hạn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần miễn phí và phần có phí. Thì khi mà chúng ta cần những cái phần nâng cấp hơn, cao hơn thì chúng ta cần phiên bản trả phí. Còn nếu mà chúng ta dùng bình thường với nhu cầu giống như chúng ta muốn nhắn tin cho toàn bộ khách hàng chẳng hạn, hay là muốn gửi tin nhắn đồng loạt, thì chúng ta không nhất thiết phải nâng cấp lên. Mọi người tha hồ dùng. Ok. Thì để mà sử dụng thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Đấy. Ở đây thì mọi người cần chuẩn bị, chúng ta cần có fanpage trước nhé, khỏi chúng ta phải đi tạo mất công. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có cái nút để chúng ta tạo một con chatbot. Ở đây thì mọi người sẽ thấy này, đó là có những cái giao diện có sẵn của nó. Đấy, ví dụ như là thương mại điện tử thì nó sẽ như thế này, nhà hàng thì nó sẽ như thế này. Đây là những cái hướng dẫn của Chatfuel. Thì cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sau. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào, chúng ta sẽ tạo một con chatbot nhé. Đây, chúng ta sẽ chọn New. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo thành công một con chatbot rồi. Thì trong video sau thì chúng ta sẽ giới thiệu lần lượt các chức năng của nó, như là cài đặt tự động, gửi thông báo cho toàn bộ khách hàng, kết nối chatbot, hay là tự động trả lời. Ở đây có những cái trang này, chúng ta có thể kết nối chatbot vào đây, hay là phân tích. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở những cái video sau để chúng ta có thể theo dõi dễ dàng khi chúng ta cần tìm lại. Hẹn mọi người ở video sau.